Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và hãy chọn máy đúng. Đương nhiên là không phải mình hỏi các bạn là hai con này thì con nào là Xiaomi 12T và con nào là Xiaomi 12T Pro. Nhìn vào cái cụm camera này thì chúng ta sẽ nhận ra được cái sự khác biệt ngay giữa hai chiếc điện thoại này. Nhưng mà cái quan trọng trong cái video ngày hôm nay mình muốn nói đến về hai yếu tố. Một á, đấy là cái 200 megapixel của con Xiaomi 12T Pro á thì nó có hữu dụng hay là không? Và liệu các bạn có cần cái Qualcomm Snapdragon 8 cộng Gen 1 trên nó hay là không? Khi mà mức giá chênh lệch giữa hai thiết bị này phải dùng một từ đấy là nó khá là cao. Xiaomi 12T bắt đầu từ 12.490.000 bên Xiaomi.net đang bán, đang cho đặt trước, sorry các bạn. Còn với Xiaomi 12T Pro thì nó sẽ là 16.990.000 và thậm chí bên Xiaomi.net còn độc quyền luôn cái phiên bản màu xanh rất là đẹp, tươi mới các thứ. Đây, các bạn xem những cái cảnh B-roll mà team anh em mình quay thì các bạn sẽ thấy được cái sự tươi mới của cái màu xanh nó như thế nào. Còn trong cái này thì mình mang vào đây là phiên bản màu đen để cho nó giống với cả con Xiaomi 12T này, cho hack não các bạn tí xíu thôi. Chứ còn lại thì cơ bản là màu xanh đẹp hơn, lên hình nó cũng cứng hơn rất là nhiều. Và rõ ràng cái mức giá chênh lệch bao nhiêu, nó khoảng tầm hơn 4 triệu như thế, thì liệu các bạn có nên lên con Xiaomi 12T Pro hay là không thì mình sẽ muốn nói nhiều hơn trong video ngày hôm nay, cũng như là so sánh để xem ngoài những cái liên quan đến thông số như thế thì liệu có thứ gì đấy được búp ngầm trong hai chiếc điện thoại này hay là không nhé. Bắt đầu ngày xưa châu. Đầu tiên thì hãy nói về những thứ giống nhau trước đã. Mặt trước giống nhau 100%, nhìn thế này mình xét cho cả hai con giống nhau. Mình đố bạn nào đoán được và tìm được đâu là con 12T và đâu là con 12T Pro đấy. Ngay cả cái phần viền giống nhau này, xung quanh giống nhau, bên trên giống nhau, camera selfie giống nhau. Các bạn cứ hiểu một điều á, là cái mặt trước này, hai con này giống nhau 100% mà không khác nhau bất cứ một chút xíu nào cả. Đấy, thậm chí cái màn hình này theo như Xiaomi chia sẻ là cũng 68 bit màu gì đấy, úi ôi, nó phải gọi là quá ghê luôn. Nhưng mà nói chung là cái màn hình này nó thuộc dạng là mắt đẹp rồi, độ phủ màu thì chắc là cũng không thể nào nói gì được nữa rồi. Tuy nhiên thì cái độ trong về cái màn hình á và cái độ nổi khối á thì mình thấy nó vẫn thua so sánh với những con flagship và thua ngay và luôn so sánh với cái dòng Xiaomi 12, bởi vì dòng đó cao cấp hơn, khẳng định nó là như vậy. Ok, rồi thì đấy là phía mặt trước. Quay phía mặt lưng đằng sau này thì chúng ta đã có sự khác biệt. Bởi vì năm nay cái cảm biến camera 200 megapixel trên con Xiaomi 12T Pro nó quá lớn. Thế nên là các bạn để thấy cái cụm camera của chúng ta nó phải lồi lên một cục như thế này này. Đấy, đây các bạn nhìn thấy nó lồi lên này, thấy chưa? Trong cái đó với Xiaomi 12T thì nó không lồi như thế. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhìn ở góc này là các bạn thấy ngay cái sự khác biệt giữa hai cái cụm camera như thế này. Tức là nếu như bạn nào mà tinh ý mà đặt cạnh thì nhìn lướt qua là thấy. Còn bạn nào mà không tinh ý thì nói thật với các bạn là cái thiết kế cụm cam cũng giống nhau, nhìn lướt qua có khi cũng không thấy được đâu. À mà thấy mỗi cái logo 200 với cả 108, cái này chắc soi mới thấy, chứ nhìn từ xa đố ai thấy được luôn. Ok, đó, thì về yếu tố thiết kế nó chỉ khác biệt nhau một chút xíu là như thế mà thôi. Đấy, còn lại thì mặt lưng vẫn là kiểu nhám nhám này, logo Xiaomi này, đấy, những cái thông số kia kiểu theo tiêu chuẩn châu cái thứ này. Đấy, rồi cái phần màn hình này thì nó cũng sẽ vẫn có cái phần lớp răng nó đẩy cao lên một chút xíu, chứ nó không được liền mạch xuống cái phần khung xung quanh. Đó, đấy là cái đặc trưng của cái dòng này rồi. Thế thì cái sự khác biệt đầu tiên nó đến từ cái camera. Thì mình muốn nói về nó luôn. Thật ra để mà nói thì cái sự hữu dụng của 200 megapixel hay ngay cả bản chất là cái sự hữu dụng của 108 megapixel thì nó có nhiều hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là nó không nhiều. Đối với bản thân mình nhá, thì camera trên smartphone á, tầm khoảng 24 megapixel á, là đủ rồi. Đương nhiên, cái điểm yếu về cái mặt phần cứng đó là gì? Đấy là cảm biến nó quá nhỏ, cực kỳ nhỏ như thế. Thì các hãng sẽ phải tập trung để mà phát triển những thứ liên quan đến AI để mà bù lại về cái yếu tố phần cứng không thể nào thu được ánh sáng quá tốt. Thế nên họ mới xử lý ra những cái thuật toán, ví dụ là chụp nhiều tấm xong nó ghép lại, chồng hình ghép lại các thứ. Thế thì bản chất của những cái camera với độ phân giải rất là cao này, nó được sinh ra không phải để chụp hình nó nét hơn, mà là để nó lấy được nhiều dữ liệu hơn, sau đó nó sẽ gộp điểm ảnh lại để mà tăng cái độ nét, tăng khả năng thu sáng hay là ABCIZ gì đó. Thì đấy chính là mục đích để mà những nhà sản xuất làm những cái độ phân giải cực lớn. Chứ các bạn nhìn vào thế giới máy ảnh đi, những cái máy ảnh có độ phân giải cực kỳ cao trước đây, ví dụ ngày xưa mình dùng con A7R2 nó cũng chỉ có 42 chấm mà thôi. Sau đấy bây giờ kể cả những cái con mà chụp theo kiểu dạng chụp studio, chụp để phóng lên những cái cực kỳ lớn luôn, thì nó cũng chỉ có độ phân giải hiệu dụng cỡ khoảng 50 mấy megapixel thôi,
không quá lớn, giống như nào là 108 chấm như này hay là 200 megapixel như thế này. Nhưng mà điện thoại thì nó là câu chuyện khác các bạn. Ví dụ như là 108 chấm nó sẽ gộp 9 điểm ảnh lại để nó nén về 12 chấm. Con này thì theo như nhiều anh em chia sẻ và theo như mình tìm hiểu thì nó nén tới 16 cái điểm ảnh lại, 16 lần đấy, để mà nó gộp thành một cái điểm ảnh lớn hơn và kể từ đó nó tăng chất lượng của điểm ảnh nó lên. Tức là bản chất con này chụp ra vẫn đưa ra ảnh 12 chấm, con này cũng thế. Và điều này đồng nghĩa là độ phân giải càng cao thì nó gộp được nhiều điểm ảnh lại để tạo ra một cái tấm hình cuối là 12 chấm nhưng có chất lượng tốt hơn một thôi. Và thật sự thì chụp hình với hai con điện thoại này thì mình thấy về 12 chấm nữa không khác biệt gì nhau nhiều. Kiểu màu ảnh vẫn như thế, kiểu chi tiết ảnh mang lại vẫn như thế. Và thậm chí cái sự thiếu ổn định về cái mặt đo sáng, xử lý HDR trong nhiều trường hợp thì nó cũng tương tự nhau là như thế. Tức là nếu như các bạn mà chụp hình kiểu thông thường, chụp đủ sáng các thứ thì hai cái điện thoại nó không khác biệt gì nhau nhiều đâu các bạn. Mình chụp ra mình thấy nó cũng không nói đâu là 12T Pro, không nói đâu là 12T thì mình cũng đủ các bạn nhận được ra. Trải nghiệm nhanh của mình nó là như vậy. Đương nhiên trong những môi trường thiếu sáng thì cái 200 chấm thì chắc là vẫn phải cần thời gian để mà tối ưu thêm. Còn cái 108 chấm như thế này thì nó cũng được tối ưu sau một khoảng thời gian dài rất nhiều những mẫu sản phẩm rồi. Thì Xiaomi cũng có thể tối ưu nó một cái tốt hơn rồi. Nhưng mà cái sự khác biệt nhau là không lớn. Thậm chí nếu như mình chụp để mà lấy chi tiết nhé, tức là mình mở max tối đa là 108 chấm và 200 megapixel á, thì cái độ nét mà hai cái tấm hình này mang lại, đương nhiên 200 megapixel nó sẽ cho cái lượng data nhiều hơn, các bạn có thể zoom được một cách kỹ hơn và chi tiết mang lại thì nếu như soi thật kỹ thì nó cũng tốt hơn đẹp. Nhưng mà mình biết là không phải ai chụp hình trên điện thoại cũng để zoom như thế, mà thậm chí chụp những cái tấm hình 108 chấm hay 200 chấm như thế để mà các bạn ví dụ như phóng lên màn hình lớn trên màn hình máy tính như TV để xem thì nó không đẹp. Mà up lên trên Facebook các thứ thì cũng không có ai có thể zoom được cái mức độ đó ra cả. Nên khẳng định ở yếu tố này camera không khác biệt gì nhau nhiều. Đấy. Rồi, camera góc siêu rộng 8 chấm, camera macro 2 chấm, tương tự nhau hoàn toàn. Nên riêng về khoản camera như thế này, mình nói thật là 200 megapixel để mà PR thôi. Nhưng mà nó mới hơn thì cái tiềm năng của nó vẫn sẽ là tốt hơn. Ok, rồi đi đến cái tiếp theo, đấy là cái hiệu năng. Thì Snapdragon 8 cộng Gen 1 và một bên là Dimensity 8100 Ultra. Các bạn cứ hiểu là Dimensity 8100 Ultra chưa phải là cái dòng cao cấp nhất của Dimensity đâu. Nhưng mà Snapdragon 8 cộng Gen 1 thì nó là cao cấp nhất của Qualcomm ở thời điểm hiện tại. Và để nói về tiềm năng của hai con này thì mình phải khẳng định một điều, đấy là Snapdragon 8 cộng Gen 1 ngon hơn. Ngon hơn về mặt điểm số AnTuTu nó đưa ra thì con này khoảng 1 triệu điểm, con này chỉ khoảng gần 800.000 thôi. Ngon hơn về cái mặt FPS trong quá trình các bạn chơi những tựa game cực nặng, ví dụ như là Genshin Impact hay ví dụ như là bắn PUBG Mobile ở mức 90 FPS gì đó chẳng hạn. Đó. Nói thẳng luôn ra là Qualcomm Snapdragon nó vẫn là một cái thứ gì đấy người ta gọi là chân ái. Và như thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta sử dụng để mà gaming hoặc thậm chí thì chúng ta sử dụng về lâu về dài thì cái tiềm năng nó mang lại là tốt hơn. Nhưng dùng 8 cộng Gen 1 thì các bạn sẽ phải lưu ý đến vấn đề nhiệt độ. Và con này nó nóng lên cũng cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, nóng lên nhanh như thế thì bây giờ chúng ta cũng có thể xử lý bằng việc sử dụng như quạt tản nhiệt gió lạnh. Thì nó sẽ giúp cho cái nhiệt độ trở nên ổn định hơn và giúp các bạn có thể chơi game với mức FPS cao, duy trì ở một mức lâu hơn. Trong đó với Dimensity 8100 Ultra trên con này, chơi game vẫn ok mà nó không nóng bằng. Đấy. Thế thì cái vấn đề ở đây đấy là nó tiết kiệm khoảng 4 triệu mà chơi game vẫn ngon, nó lại không nóng bằng, không phải dùng đến cái quạt tản nhiệt, kể cả các bạn chơi những tựa game nặng trong khoảng thời gian dài đâu đó tầm nửa tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng. À, thế thì các bạn cân đối xem là cái nào ok hơn. Con này thì chỉ có là cái đồ họa của nó thì không đẹp được bằng Qualcomm Snapdragon thôi. Nhưng mà cái đấy thì mình nghĩ nó không có ảnh hưởng trên một thiết bị di động như thế này. Vậy các bạn nghĩ sao? Nếu mà nói về sự khác biệt nhỏ nhỏ nữa thì con T Pro là 12T Pro ạ. Lo ngoài thì đây có chứng nhận Sapphire Hackman cơ đông. Nhưng mình thấy chất lượng lo ngoài của cả hai con này thì nó cũng không chênh lệch nhau gì cả. Nghe nó cũng thế, bình thường, không có gì ấn tượng lắm cả. Vẫn thua Xiaomi 12 series. Cả hai đều có pin dung lượng là 5000 mAh, đều có sạc nhanh là 120W, sạc đầy viên pin này từ dưới 10% đến 100% chỉ khoảng dưới 20 phút mà thôi. Nói chung là những cái đó thì tương tự như nhau. Nó không giống như năm ngoái, cái dòng 11T Pro mới được trang bị công suất sạc cực kỳ cao là 120W, còn 11T ấy, thì không được. Đấy, năm nay thì khác, năm nay cả đôi đều có 120W, rất là ngon rồi. Vậy các bạn nghĩ sao? Một vài cái cộng thêm khác nữa, ví dụ như cả hai đều có vân tay nhúng bên trong màn hình này, rồi đều bỏ đi jack cắm tai nghe 3.5mm này, đều có cái cảm biến hồng ngoại để điều khiển những thiết bị ngoại vi trong gia đình ở bên trên như này này. Thế thì tóm gọn lại, với Xiaomi 12T và 12T Pro, mình phải khẳng định một điều á, đấy là với khoảng 4 triệu chênh lệch để các bạn nhận về được hai chiếc điện thoại có sự khác biệt nhau lớn nhất chỉ đến từ cái vi xử lý
là Snapdragon 8 cộng Gen 1 và Dimensity 8100 Ultra thì mình thấy chưa đáng. Các bạn mà cần một cái điện thoại nó vẫn có đầy đủ tất cả những trải nghiệm như cái con cao cấp hơn, mà giá nó tốt hơn, thậm chí nó còn mát hơn, chơi game vẫn ngon, nhưng mà nghe nó không sướng bằng, thì các bạn lựa chọn con này nó mang yếu tố thực dụng hơn. Tại vì là tất cả những cái tính năng của nó là hữu dụng. Trong cái đó các bạn cần một cái máy để chúng ta có thể khai thác được những cái tiềm năng của nó trong thời gian sắp tới, khi Xiaomi sẽ có những bản update mới hơn để có thể khai thác hết được cái camera 200 megapixel này, để có thể khai thác hết được cái hiệu năng của Snapdragon 8 cộng Gen 1 này. Thậm chí là các bạn cũng muốn kiểu dân chơi, chúng ta muốn có một hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ bá đạo trong một cái thiết bị giá tốt, rồi chúng ta muốn sắm thêm những cái phụ kiện khác nữa để nhìn trông cho nó thật ngầu, chơi game cho nó thật là sướng, thì Xiaomi 12T Pro với mức giá chênh lệch mình thấy nó cũng đáng để các bạn quan tâm đến đấy. Đấy là chưa kể phiên bản màu xanh độc quyền bên Xiaomi rất đẹp nữa. Vậy các bạn chọn chiếc điện thoại nào trong hai em này? Để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.